quá bự. Giữ rồi, giành giữ rồi, hai con gắn luôn, nhỏ đỏ lụm hai gắn lượt trời. Giờ bỏ xuống nhờ anh kia anh chích giùm cho nó xỉu nha. Đồ má khấm rồi, hai gắn bự không rồi, dính đây con nữa. Quá rồi, quá rồi. Gắn hay con gì vậy? Nhỏ sạch dính quá. Nó đó bắt lượt hai gắn. Quá là dí dữ rồi. Đó, nó giờ bắt 4-5 gắn rồi. Kìa lụm cá đã luôn. Kìa có con khác rồi. Da bắt gắn luôn, gắn như bắt cá bự không, hay lắm các bạn. Hai anh em
quá cổ rồi, quá yếu. Đó là trời, bà đó bà bắt cách đi kìa. Tay cầm cái chê tổ bố các bạn. Mang cái bao ra để cho mẹ đựng cá nha. Nhúng nước cho nó sống hả? Bắt được cá chê. Còn có khoảng 2 đường cắt nữa mà máy nó bị trục trặc rồi. Dính ơi kìa. Đó, bắt đầu có cá, có chuột, có rắn gì rồi. Cái làm cuối này nè các bạn. Sao ngoài kia thì máy cũng còn một la mộng. Rồi, làm cuối cùng nha anh em.
bắt con gì mà chọi tới cho lui vậy ta? Chuột. Chuột hay gắn gì vậy? Chuột ngắn gắn chuột á. Này không thấy cá, không thấy rắn gì dân ta. All right.